Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Số phận thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả con tin hiện nằm trong tay hai người: Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu và lãnh đạo hàng đầu của Hamas ở Gaza ông Yahya Sinwar. Tuy nhiên, theo tờ The Wall Street Journal, tương lai của hai người này cũng bị cuộc chiến đe dọa. Ông Netanyahu hiện phải đối mặt với những chỉ trích về việc Israel không chuẩn bị kỹ về mặt an ninh và tình báo, dẫn đến việc Hamas dễ dàng tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tỷ lệ ủng hộ ông Netanyahu giảm sút vì cuộc tấn công này. Ông Netanyahu và chính phủ Israel đang lên kế hoạch đổ bộ Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas ở Gaza. Lãnh đạo cấp cao Hamas, ông Sinwar, tin rằng Hamas có thể cầm cự ngay cả khi Israel tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Rafah, theo các nhà đàm phán Ả Rập từng làm việc với nhân vật này. Phía Israel tin rằng ông đang ẩn náu trong các đường hầm sâu bên dưới Gaza. Các nhà hòa giải cho biết, mục đích cuối cùng của ông Sinwar là muốn Israel thả càng nhiều tù nhân Palestine càng tốt, các bên đạt thỏa thuận ngừng bắn và muốn Hamas vẫn tồn tại sau cuộc xung đột. Theo The Wall Street Journal, tính toán của cả ông Netanyahu và ông Sinwar đều theo hướng lối cứng rắn, ít cơ hội để thỏa thuận được với nhau. Điều này đặt ra thách thức lớn cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, vốn đang nỗ lực giúp các bên đạt được thỏa thuận thả con tin và ngừng bắn. Trên thực tế, ông Biden cũng đối mặt với nhiều áp lực trong nội bộ đảng Dân Chủ vì ông không ngăn chặn được Israel gây thương vong lớn ở Gaza từ những cuộc biểu tình trong nước ủng hộ Palestine và áp lực trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới. Tiến trình đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn đang ở thời điểm quan trọng. Chính phủ Israel cho biết có kế hoạch đưa lực lượng tới Rafah, nơi hơn 1 triệu người Palestine đang trú ẩn. Cửa khẩu biên giới của Rafah với Ai Cập cũng là huyết mạch mang viện trợ nhân đạo đến người dân Gaza, vốn đang đứng trước nạn đói. Ông Netanyahu nói rằng kế hoạch đổ bộ Rafah là cần thiết để tiêu diệt lực lượng còn lại của Hamas. Các nhà hòa giải cho biết việc dung hòa lợi ích của cả ông Netanyahu và ông Sinwar mong muốn là một nhiệm vụ khó khăn. Theo đó, Thủ tướng Israel muốn đạt được mục tiêu trong cuộc xung đột hiện nay, từ đó kéo dài thời gian lãnh đạo chính phủ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho biết, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy đa số người Israel muốn ông thôi giữ chức vụ. Ông ấy chỉ có một mục tiêu duy nhất là sự nghiệp chính trị và điều đó quyết định mọi thứ. Điều đó có nghĩa là ông ấy có thể không đồng ý bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào, theo ông Alon Pinkas, cựu quan chức ngoại giao cấp cao của Israel. Trong khi đó, ông Sinwar đã lãnh đạo Hamas trong thời kỳ Hamas xây dựng lực lượng và tăng cường quan hệ với Iran. Sau khi Hamas phát động tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, ông Sinwar đã tìm cách cầm cự trong bối cảnh Israel thực hiện hàng ngàn cuộc pháo kích và không kích vào Gaza. Các nhà phân tích cho biết, mặc dù lực lượng của Hamas đã bị các cáo buộc tấn công của Israel vùi dập, nhưng ông Sinwar tin rằng ông và tổ chức của mình có thể cầm cự trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm xung đột. Thời gian, đường hầm và con tin đang khiến ông Sinwar có cảm giác rằng ông ta không cần phải thực hiện một thỏa thuận, theo ông Aaron David Mueller, nhà nghiên cứu tại tổ chức Carnegie vì Hòa bình Quốc tế. Theo các nhà hòa giải Ả Rập, ông Sinwar tin rằng ông đã chiến thắng trong cuộc chiến tại Gaza bằng cách khiến thế giới hướng mắt về dải đất này và đưa cuộc xung đột Israel-Hamas trở thành chủ đề được quan tâm hàng đầu. Các nhà hòa giải cho biết mục tiêu lâu dài của ông Sinwar là dỡ bỏ bao vây dải Gaza, chấm dứt áp lực quân sự của Israel đối với Hamas và đảm bảo sự sống còn của nhóm vũ trang này. Ông Sinwar cũng cho rằng thời gian đang đứng về phía ông và ông chờ đợi càng lâu thì áp lực quốc tế càng gia tăng đối với Israel. Ông Sinwar cũng đang lợi dụng xung đột trong chính phủ Israel để buộc ông Netanyahu phải rời chức vụ. Trong khi đó, hồi đầu tuần, ông Netanyahu cho biết Israel sẽ mở chiến dịch đổ bộ Rafah dù hai bên có đạt được thỏa thuận ngừng bắn hay không. Trong các cuộc đàm phán ở Ai Cập, các nhà đàm phán Israel cũng đã lặng lẽ rút lại cam kết về khả năng ngừng bắn lâu dài. Theo The Wall Street Journal, ông Netanyahu cho rằng thỏa thuận ngừng bắn lâu dài sẽ giúp Hamas tồn tại và hồi phục lực lượng. Các quan chức tình báo và nhà phân tích quân sự của Israel, Mỹ cho biết Hamas có khả năng sống sót sau cuộc xung đột hiện nay, bất kể chiến dịch ở Rafah có diễn ra hay không. Việc ông Netanyahu kiên quyết như vậy khiến nhiều nhà đàm phán cảm thấy thất vọng. Họ cho rằng ông Netanyahu dường như muốn phản đối tất cả thỏa thuận và những gì họ đạt được trên bàn đàm phán sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chính phủ Israel không thông qua. Tờ Khmer Times đưa tin, trong phiên họp sáng 22 tháng 8, Quốc hội Campuchia đã phê chuẩn các vị trí Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội và nội các mới do Thủ tướng Hun Manet đứng đầu. Trong phiên họp đầu tiên, Quốc hội với 123 phiếu đồng thuận trên tổng số 125 phiếu đã bầu bà Khương Sodari làm Chủ tịch Quốc hội.
ông Cem Zia làm phó chủ tịch thứ nhất và ông Von Sau làm phó chủ tịch thứ hai. Phiên họp thứ nhất cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua các ứng cử viên chủ tịch, phó chủ tịch 10 ủy ban của Quốc hội. Tất cả 125 nghị sĩ đã bỏ phiếu tán thành nội các chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hun Manet. Nội các bao gồm 10 phó thủ tướng cũng như 40 bộ trưởng và bộ trưởng cấp cao, hầu hết là thành phần dòng máu mới của Đảng Nhân dân Campuchia, cầm quyền. Trong đó, các phó thủ tướng Campuchia bao gồm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Aupor Monitor, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Sokchenda Sofi, Bộ trưởng phụ trách Hội đồng Bộ trưởng Von Say Visor, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Kheuri, Bộ trưởng Bộ Quản lý Đất đai Quy hoạch Đô thị và Xây dựng Say Saman, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ti Say Ha, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sa Sok Kha, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hang Chon Naron. Trong phiên họp Quốc hội khóa 7 hôm 21 tháng 8, Quốc vương Norodom Sihamoni đã bày tỏ sự tin tưởng to lớn và tin tưởng vào nội các mới của Thủ tướng Hun Manet sẽ dẫn dắt đất nước tới một tương lai thịnh vượng. Quốc vương Norodom Sihamoni phát biểu trước Quốc hội: "Cùng với đà tăng trưởng kinh tế xã hội, tôi tin tưởng chính phủ hoàng gia mới của Campuchia sẽ nhận được sự tin cậy của Quốc hội và thực hiện trách nhiệm của mình trong thực hiện các chính sách. Tôi tin tưởng rằng nó sẽ tiếp tục khuyến khích tăng trưởng kinh tế, nâng cao điều kiện sống của người dân, xây dựng và củng cố hệ thống an sinh xã hội. Tôi chắc chắn rằng tất cả công dân sẽ được tham gia vào cả nền văn hóa phát triển và bền vững để đảm bảo sự tồn tại vững chắc của bản sắc dân tộc và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội phù hợp với việc thúc đẩy đạo đức vì sự hài hòa xã hội." Trong Quốc hội khóa 7, có 125 đại biểu mới được bầu, 120 người từ Đảng Nhân dân Campuchia và 5 người từ Đảng Bảo Hoàng Funcipec. Ông Hun Manet sinh ngày 20 tháng 10 năm 1977 tại làng Kothama, quận Mê Mốt, tỉnh Kampong Chàm, trong túp lều dựng tạm từ gỗ. Ông là con trai cả trong gia đình 6 người con của cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Thời điểm mà ông Hun Manet ra đời, đất nước Campuchia vẫn nằm dưới sự cai trị của chế độ diệt chủng Pol Pot. Ông Hun Sen không có mặt vào thời điểm con trai cả ra đời, bởi khi đó cựu thủ tướng Campuchia đang tham gia cuộc kháng chiến lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Trong một sự kiện vào năm 2013, ông Hun Sen kể, thời điểm con trai ông ra đời, một luồng sáng phát ra từ thân cây chuối ngoài vườn đã chiếu vào căn lều của gia đình. Cụ thể, ông Hun Sen cho biết, Manet có thể là đứa con của Nekta Achan Kothama, một vị thần thường được dân làng Kothama thờ phụng ở bàn thờ đặt bên bụi chuối. Theo Khmer Times, những năm thơ ấu, ông Hun Manet cùng mẹ phải sống trong điều kiện cực khổ, bị đe dọa bởi bệnh tật, thiếu dinh dưỡng, lao động vất vả. Tới ngày 24 tháng 2 năm 1979, mẹ con ông Hun Manet mới được đoàn tụ với ông Hun Sen. Ông Hun Manet bắt đầu theo học tại trường tiểu học Chak Thomas vào năm 1980 và theo học tại trường trung học Lisi Sisowat vào năm 1990. Theo ông Boksok, tác giả cuốn tiểu sử về ông Hun Manet, ngay khi còn là học sinh, tân thủ tướng Campuchia đã tỏ rõ là một học sinh xuất chúng và học toán rất xuất sắc. Ông Sok có chia sẻ, cậu bé Hun Manet học tập vô cùng chăm chỉ. Dù là con trai của thủ tướng, Hun Manet không bao giờ tỏ ra kiêu căng. Trong một cuộc phỏng vấn với ông Sok, ông Hun Sen cho biết ông không bao giờ nuông chiều Hun Manet, chẳng hạn như điều tài xế riêng chở con trai tới trường. Ông Hun Sen cho biết, các con tôi đều đi bộ tới trường. Khi lớn hơn, các con chuyển sang đi xe đạp. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ West Point năm 1999 và được biết đến là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện danh giá này. Ông đồng thời có bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York của Mỹ và bằng tiến sĩ cũng về chuyên ngành này tại Đại học Bristol của Anh. Khi Hun Manet đi du học, ông vẫn được thăng cấp trong lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, trở thành phó đội cận vệ của cha mình, chỉ huy chống khủng bố, chỉ huy quân đội và phó tổng tư lệnh. Ông cũng trở thành người phụ trách mảng thanh niên của đảng cầm quyền, tham gia ủy ban thường vụ của Đảng Nhân dân Campuchia, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế của mình. Viện nghiên cứu Lowy của Úc cho biết, trong năm 2019 và năm 2020, ông Hun Manet đã gặp 3 lãnh đạo nước ngoài.
năm 2022 sau khi được công bố là người thừa kế vị trí thủ tướng. Ông đã gặp 10 lãnh đạo quốc tế. Khi tham gia tranh cử, ông Hun Manet giữ chức vụ Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Theo Reuters, ông cũng từng đảm nhiệm các vị trí chỉ huy trưởng đơn vị chống khủng bố, chỉ huy trưởng đơn vị cận vệ thủ tướng và chỉ huy quân đội. Trước đó, hồi đầu năm 2023, Đại hội đại biểu toàn quốc bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia đã tuyên bố ủng hộ ông Hun Manet là ứng viên thủ tướng tương lai. Đảng Nhân dân Campuchia là chính đảng lớn nhất, giữ vai trò cầm quyền trong 6 nhiệm kỳ qua ở Campuchia. Đến tháng 4 vừa qua, Đảng Nhân dân Campuchia xác nhận ông Hun Manet đã được đề cử làm ứng cử viên cho cuộc bầu cử quốc hội. Mặc dù ít xuất hiện trên trường quốc tế và hiếm khi trả lời phỏng vấn, ông Hun Manet lại thường xuyên tương tác trên Facebook và Telegram. Trong một đoạn video do chính ông công bố trên mạng xã hội hôm 7 tháng 7, chính trị gia này đã bày tỏ cam kết làm việc để bảo vệ cuộc sống, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước và nâng cao mức sống của người dân. Trong cuộc bầu cử năm nay, ông Hun Manet ứng cử vào vị trí nghị sĩ đại diện Phnom Penh. Trên thực tế, Hiến pháp Campuchia quy định, thủ tướng trước hết phải là nghị sĩ. Người phát ngôn Đảng Nhân dân Campuchia Sok Isa cho biết, đảng này có hai ứng viên thủ tướng là ông Hun Sen và ông Hun Manet. Ủy ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia trong các tuyên bố cũng nhấn mạnh, ông Manet là người có trình độ, học vấn cao, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, được quần chúng, công chức và lực lượng vũ trang ngưỡng mộ, kính trọng. Theo hãng tin Reuters, ông Hun Manet được nhận định là một phần của sự thay đổi mang tính thế hệ trong nội bộ Đảng Nhân dân Campuchia, với kế hoạch bổ nhiệm các nhà lãnh đạo trẻ hơn vào hầu hết các vị trí bộ trưởng, mà ở đó ông Hun Manet sẽ đại diện cho những gương mặt trẻ, tươi mới, người sẽ phát triển Campuchia hơn nữa. Với cử tri trẻ tuổi, chính trị gia này nổi bật với hình mẫu nhà lãnh đạo hiện đại với học vấn cao và chủ động tương tác với người dân qua mạng xã hội. Nhiều người trong đám đông đã ca ngợi trình độ học vấn của Đại tướng Hun Manet, người có bằng cử nhân tại Học viện Quân sự danh giá của Mỹ, Học viện Quân sự Hoa Kỳ hay còn gọi là Học viện West Point. Sau đó, ông lấy bằng thạc sĩ tại Đại học New York và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Brighton của Anh. Đại tướng Hun Manet vốn được đánh giá là gương mặt rất được lòng giới trẻ Campuchia. Ông xây dựng hình tượng chính khách có học thức, luôn cư xử chừng mực, thân thiện và dễ gần. Trước đó, khi còn trong thời gian vận động tranh cử, khi Đại tướng Hun Manet đi qua đám đông khoảng 60.000 người tập trung ở quảng trường để bày tỏ sự ủng hộ đối với ông. Thỉnh thoảng, ông thậm chí dừng lại, chụp ảnh với những người đang cố chen lấn để tới gần ông hơn trước khi ông lên một chiếc xe bán tải để diễu hành dọc thành phố. Nhiều người trong đám đông đã ca ngợi trình độ học vấn của Đại tướng Hun Manet, người có bằng cử nhân tại Học viện Quân sự danh giá của Mỹ, Học viện Quân sự Hoa Kỳ hay còn gọi là Học viện West Point. Trong khi đó, theo cựu chủ tịch Amcham Attorney Galliano, trong các cuộc trao đổi, ông Hun Manet luôn quan tâm đến việc làm thế nào để có thể thu hút thêm đầu tư vào trong nước, làm thế nào để Campuchia có thể cải thiện thương hiệu, hình ảnh của đất nước trước các nhà đầu tư quốc tế. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!